Ôi trời, đây khoảng được bao nhiêu ký chị? Tầm bao nhiêu ký? Bò mấy đó. Bò mấy, 40 ký luôn hả? Bò có 30 ký. Nặng không? Không nặng à. Hàng ngày lấy đó chị phải đóng củi rừng này chị gùi về á. Ôi trời. Đây là chị em phụ nữ ở huyện Trà Bồng quá. Trà Bồng đúng không bà? Dạ. Đi nặng không bà? Nặng chứ. Nặng hả? Ngày nào mình cũng làm gùi về mình đem về. Về bán hay sao? Về chụm bán. Bán bao nhiêu vậy là được bao nhiêu tiền? 20 ngàn mấy nhiêu đó hả? À? Ôi, đây là cảnh chị em phụ nữ ở Trà Bồng gùi củi đây. Nàng quá nghỉ tí rồi đi tiếp hay là tới nơi rồi? Đây. Dạ. Lên co bò. À, để đây lên co bò. Ồ. Củi đây là củi gì cô? Củi keo. Keo à? Keo đó, bị chết đó. Cây keo qua. À, keo đi rừng bị chết cũng đừng bị bệnh đúng không? Bệnh bị nấm đúng không? Chết đó. À. Cái này đưa con rùi cũng đi chắc được 10 mấy nó thả chứ. Quen. Dạ. À, dân mình quen rồi đó. À, dân mình bên miền núi thì quen rồi. Quen rồi. Dạ, mà sao không dùng cái xe hay là cái xe đạp thô? Mình đâu có biết đi xe đâu. Xe đạp đó mình bỏ lên. Xe đạp không có. À, không có xe đạp luôn. Đi chăn bò mà cầm đi xe làm chi? À đúng rồi, chăn bò. Nhưng mà ngày nào cũng có một rùi cạo củi thế đem về. Ngày mệt thì thôi, không mệt thì mình đi làm. À, không mệt thì mình mới gùi. Bây giờ là tí nữa là gùi về tới đâu? Nhà. Còn xa không? Ngày còn xa. Xa. Còn bao xa nữa? Xa chứ, đi xuống thì có đi đây nè. À, còn xa đi nữa, vậy là gùi còn rất xa, vừa tí nữa là vừa lừa bò về. Lừa bò về rồi còn gùi cái này nữa. Ôi trời. Đeo cái đây nữa, lừa bò được đeo đi. Cái này phải bóng 50 ký à. Mấy giờ thì lừa bò về cô? 4 giờ. Ờ. Ôi trời mưa mà. Ố mưa rồi đâu không mặc vô trời. Mưa đây. Hả? Mưa nhỏ mà. Được mấy gùi đi đó, giờ gùi tiếp à? Một gùi nữa. Để tí nữa làm sao mà để phải đi hai lần? Để cho lừa bò rồi cạn xuống để đó. À, rồi hôm sau cộng về tiếp. Ừ.